Đúng à, chúng ta nhung nhằm matcha tea, chúng ta nhung nhằm đồ tự đồ chay for breakfast. Tự đồ chay nhung nhằm chỉ mùi nụ pha rưu môi của nôm green onion chiên mà slice chạm nhung show later on tự nôm để nhung nhằm chỉ mùi tự đồ. So tự đồ thư ai miên energy nhằm hóa tự phát. Bọn nhà nam miền cha cha miền chị đôn chị ta cha cha nhắm được đôn là oi okay. Hoa tập phật là oi you know so nhưng nhà mình nắng tịch đôn hay nên cắt like this I got my coconut see oh hi that nên kéo bay khá ấy khá hả nà cause nhằm tự đông and đông cháy là it's I heard it's clean your kidney too but I don't know true or not but it does clean your kidney okay ah. My husband busy okay busy camera <can't> me he's taking my picture so he can't help me to go home so I have to be doing it on my own so thơ khuôn ai nhỉ you know phải chăm bất đầy thơ khuôn ai mà khi bạn đồn hỏi what I do that's it nhóm tâm từ đây nôm hỏi nhóm nhằm mùi tự đồn mùi nôm này hình như my air fry tâm từ đây nôm hỏi thử nhé this is my nôm đặt mà mà bật đẹp vào này uống đại chi ngày nè nhâm 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 mùi nung là breakfast and Thai for lunch Thai for lunch this is my breakfast hi this is what I eat this is Khmer nhưng mà đơn cái hai ấy thế bật mấy cái hai green onion pancake fried pancake chị ngán như nè, nó tin mau bị 99 vẫn, bị xài 99 vẫn tiếc chưa. Nhưng mà tục nhám tới đặt từ gọi tới em làm lái nhám mùi tịch đốn ngày xài ngày tết. Ngán, nhám chân bạch tốt. So good. Như tịch đốn. Em chẳng anh thì chạy đọc bởi đầu nào trong giấy thăm bệnh nhiệt tịch đồn nâng tịch đồn nâng chẳng anh ok thì chạy hỏi miên chiệt là a lot of Khmer people and Mekan people xua nhóm thả mấy cái nhóm nơi Khmer xa ở dự hà sập chiên hỏi thế nhé nhằm tịch đồn hộp thật hay nâng mà chả thị lấy nhóm thử có đồn và hỏi chẳng mặt đã có đồn và hỏi có sạch và hỏi quý bái yên là sạch sạch đồn nhanh hơi tí tiết nhưng chút chật ok hai nâng có và hỏi dùng mặt đại kéo I'm not cheap ok but I like it I like the sạch đồn chảy okay, I got some more. Như mặt đá. Đây là mùi sân. Chị ngang nha, đầy phong ấy phong. So good. That's my breakfast. And we live. We're not rich, by the way. We live a nice, comfortable life. With three children, three bedroom house. This is my kitchen. Welcome to living with Cambodian princess everyday life. Thank you. Bye. Love you guys. And it on to on your mouth pucker. Good. I like it. No. Ah.
hành của mày quá ở muộn. Yeah, here's the bowl, okay? Clean it up. So delicious. So good and so delicious. And I cleaned up my dough. Oops, sorry. Kind of messy.